Xin chào các bạn. Mình đang ở một nơi mà có rất là nhiều cây đẹp và lạ. Giờ mình quay cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy không? Cây này có nhiều hoa, hoa màu rất là đẹp. Cây này như lá màu đỏ đỏ, màu hồng, quả màu đỏ đỏ, cam cam, rất là lạ. Có rất là nhiều cây nữa ở đây. Cây này nhá, lá màu xanh xanh cam cam, quả màu đỏ, hoa màu hồng đấy, rất là đẹp luôn. Ở đây nhá, cây này là lá màu vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng và quả hoa hồng nhạt, quả màu đỏ rất là đẹp. Cây này lạ lắm. Ôi, các bạn nhìn thấy không? Một đàn chim. Chim bay. Wow. Vừa đậu lên cành rồi. Đấy, cây này rất là đẹp nha. Cây này rất là đẹp. Đấy. Nào, cùng mình đi xem những cây khác nữa. Cây này đẹp chưa các bạn? Hồng hết nha. Cây này chuẩn hơi bị đẹp đấy. Chụp ảnh. Ngày xưa mình cứ thắc mắc tại sao ở đây người ta không làm những cái studio cưới, chụp ảnh cưới. Tại vì ở bên này khung cảnh thiên nhiên quá là đẹp rồi, nên là không cần phải studio nào đâu. Ở đây là thật luôn, không phải giả gì hết. Quá là đẹp. Mình rất thích một cây như thế này. Khi nào mình phải trồng một cây như thế. Đây giống như là hoa đào Tết luôn ấy. Nhưng mà chưa phải Tết đâu. Đấy, hôm nay sáng thì trời mưa, hôm bây giờ đang hạnh nắng một chút. Là hoa rất là đẹp. Đây chỉ là lá thôi. Đỏ đẹp thế này. Wow. Cho các bạn xem một vòng nha. Đây nha. Đấy. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Quá là đẹp. Đây là vườn hồng. Vườn hồng nay đã úa tàn. Đấy, vườn hồng đã úa tàn rồi. Khi nào mùa xuân tới, các em hồng lại lên. Đấy không? Cái tòa nhà này là tòa công đô này là tòa lớn cao nhất ở Ottawa luôn ấy. Màu sắc rất là đẹp. Hầu như cây ở đây đều có quả hết đấy. Các bạn thấy không? Mọi người nhặt những cái quả này vứt ở gốc cây ra cho nó phân hủy thành chất dinh dưỡng cho cây đấy. She's right there. Over there. Over there. She's looking for something. She lost. She's going the other way.